Xin chào cô chú chị. Một mảnh đất với tổng diện tích là 5 hecta. Đất này thì thuộc xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhé. Về cái diện tích này thì đất khá là đẹp luôn. Đất thoải thoải như này. Đó, đất thoải thoải, rất là đẹp nha. Cái hình, cái thế đất rất là đẹp. Và chất đất là đất đỏ Ba Gian tươi xốp nha cả nhà. Chất đất là đất đỏ Ba Gian và ở đây rất là kín gió nha cả nhà. Ở đây rất là kín gió luôn. Đó, đất thoải một phát, một xuống dưới là có hai cái hồ nguồn nước tưới thoải mái luôn. Ở đây là đã trồng, ở đây là trồng kín hết cà phê rồi. Cà phê thì không được đẹp cho lắm nha cả nhà, cà phê không được đẹp cho lắm. Đã trồng được 200 gốc sầu riêng, 200 gốc sầu riêng. Đây sầu riêng mới trồng nha cả nhà. Đó, sầu riêng mới trồng này. Cái vị trí đất này và nói chung là nó cách xã và tất cả các nhu cầu thiết yếu thì nó nằm tầm 4 cây rưỡi số, và ra đến tỉnh lộ 681 thì nó nằm tầm 3 cây rưỡi số nhé. Ra đến khu dân cư buôn bán thì nó nằm tầm 2 cây rưỡi số nha cả nhà. Đó, nói chung là đường xá cũng khá thuận tiện, đường xá khá thuận tiện. Hiện tại thì nếu mà cái đường vào ấy để đi xe máy nha cả nhà, tại vì cái khuôn đường ấy, cái khuôn đường thì rất là rộng nhưng mà nó mưa, lần này nó mưa cho nên là nó hơi khó vào một xíu nhá. Chứ đợt trước là vào thoải mái luôn nha cả nhà, đợt trước vào thoải mái luôn. Bây giờ từ cái mảnh đất của chúng ta mà cách cái đường bê tông thì nằm tầm hơn cây số thôi cả nhà. Cách đường bê tông thì nằm tầm hơn cây số rồi, tầm cây rưỡi số quay đầu nha cả nhà. Ở dưới đây cà phê nhưng mà cà phê hơi xấu nha. Nói chung mảnh đất này thì được cái thế đất đẹp. Được cái thế đất đẹp và nó khuất gió nha cả nhà. Nó khuất gió. Cái gió mà cả nhà đang nghe thấy á là cái gió mùa mùa khô thôi. Nói chung là cái gió ngược thôi. Tới cái mùa gió kia nó về kinh nha cả nhà. Tới mùa gió kia thì nó khuất gió, có thể nói là khuất gió hoàn toàn nha cả nhà. Đó. Ở dưới đây là bà chủ đang trồng chanh dây này. Đấy, bà chủ đang trồng chanh dây và có trồng ít cà con nha cả nhà. Cà trên đây thì to hơn này, nhưng mà cà dưới đây là cà nhỏ nha cả nhà. Đó, cà nhỏ. Đó. Đây như vậy này, chanh dây đã lên rất là cao và đã neo lên dạng rồi nhé. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Nói chung ở đây thì bà chủ không chăm được cà phê cho nên là nhìn nó hơi xấu nha cả nhà. Không chăm được cà phê nhìn hơi xấu. Đây thấy đất này, thấy đất rất là đẹp luôn, thấy đất thoải đẹp. Ở đây. Đó, chanh dây bà chủ chăm được chanh dây cho nên chanh dây rất là đẹp. Và cà phê thì không chăm được nha. Thằng này không chăm được. Cho nên là nó hơi xấu xíu nha cả nhà. Ở giờ đây cũng vậy thôi. Nói chung mảnh vườn này ấy, nếu mà mình trồng cây ăn trái, trồng sầu riêng rồi một số loại cây ăn trái thì khá là phù hợp nha. Tại vì cái chất đất nó khá là tốt và đặc biệt là nó còn rất là khuất gió nha. Cho nên là mình trồng thì ok nha cả nhà, trồng ok luôn. Tại nếu mà cô chú anh chị mình mua phải cái đất mà nó không khuất gió ấy thì nói chung là mình trồng cây thì nó cũng kém năng suất nha cả nhà. Tại vì cái đất mà không khuất gió thì nó bị gió nó đập ấy thì nó tan cây nha cả nhà. Đó, gió đập tan cây. Ví dụ như cây này chẳng hạn. Cái cà như này chẳng hạn thì đây cái tán nó tròn đều, cái tán tròn đều nhá và nó không bị mất một bên lá. Đó, nó không bị mất một bên lá thì cái này là khuất gió nha cả nhà. Đó, còn nếu mà nó bị mất hẳn một bên lá luôn đấy thì cái này là bị gió. Tại vì nếu mà cái cây trồng bị gió là mình nhìn phát mình biết liền nha cả nhà. Đó là đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể biết được nhanh nhất nha cả nhà. Đó,
chúng ta có thể biết được nhanh nhất là nó có gió hay không. Và khi mình vào cái vườn ấy thì mình nhìn phát là mình biết luôn cả nhà đó. Cho nên là cô chú anh chị mình đi mua đất thì rất là mong cô chú anh chị sẽ để ý cái đặc điểm này để mình mua đất cho nó chính xác nhé. Chứ còn nếu mà mua phải đất có gió thì mình chỉ trồng được những cây như là kiểu cây tiêu rồi cây mắc ca thì nó trụ được nha cả nhà. Còn nếu như mà mình trồng những cây ăn trái thì không được nha cả nhà. Đó, trồng những cây ăn trái thì không được. Nói chung là cả nhà nếu mà muốn trồng cây ăn trái thì phải kiếm cái đất thật là kín gió nha. Đó, em xin nhắc lại một số cái thông tin của mảnh đất này. Nói chung là đất thuộc xã Đắc Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với tổng diện tích là 5 hectare. Cách trung tâm xã và tất cả các nhu cầu thiết yếu thì nó là tầm 4 cây rưỡi số. Cách khu đông dân cư buôn bán là 2 cây rưỡi số, cách tỉnh lộ là 3 cây rưỡi số nha quý chị. Và cách đường bê tông tầm 1 cây rưỡi số nha. Đó, nói chung hiện tại thì ô tô bán tải có thể vào được tận nơi, nhưng mà ô tô gầm thấp thì đi lại hơi khó khăn nha cả nhà. Ô tô gầm thấp thì đi lại hơi khó khăn tại vì trời mưa cho nên là cũng bị cày đường lên nhá. Đó, các máy cày vào thì cũng bị cày đường lên nhá. Nói chung là cày đường lên nhưng mà đổi lại cái khuôn đường rất là rộng. Cái khuôn đường rộng cho nên là mình có thể sửa đường bất cứ lúc nào nhé. Đó, dưới đây là cái nguồn nước nha cả nhà. Dưới đây nguồn nước thì dồi dào nhá. Đất thì có hai cái ao như thế này. Cái ao ở đây thì nói chung là cũng khá là dồi dào nước, cái nguồn nước khá là dồi dào nhá. Và như ở bên bên đây thì có suối luôn cả nhà. Không những nước ao mà còn nước suối nha cả nhà. Rất là dồi dào. Đó, suối chảy róc rách nha cả nhà. Đó, đây này. Rồi, đây là tất cả những thông tin mình muốn trao đổi cùng tập thể cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại mà em để ở trên màn hình, để trên tiêu đề của video nhé. Để cập nhật tất cả những video mới nhất từ kênh của em thì cô chú anh chị hãy nhấn nút chuông bên cạnh nút đăng ký để khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ được nhận những video đó đầu tiên. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi những hình ảnh ở trên cao. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha.